Anh Trung ơi, chào các em. Là hôm nay là giờ chắc gần 9 giờ tối rồi đó. Và trời vẫn còn sáng chân rồi. Anh đang có mặt ở một trang trại bò sữa, là cũng như một trong những trang trại mà lớn nhất ở đây. Và chúng ta có rất nhiều thực tập sinh Việt Nam ở trong cái trang trại này. Thì đây là cái carousel vắt sữa. Anh đã tới trang trại này lần thứ 3 rồi. Và công việc ở trang trại này á, theo như anh đánh giá là nó phức tạp, và nó cái độ mà vất vả của nó sẽ hơn những cái trang trại khác. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng theo chân anh để mà mình xem những bạn thực tập sinh chúng ta làm những việc gì nhé. Ở đây chúng ta có Nam đang làm công việc là sát trùng cái nấm vú bò khi mà bò đã được vắt sữa xong. Xong á thì giúp cho bò nó được khỏe mạnh. Làm xong kế tiếp thì mình sẽ vệ sinh lại lần nữa. Thì công đoạn này thì nó cũng đơn giản. Thì bắt đầu chỉ cái bò. Cái dung dịch này là gì? Nó là cái dung dịch nước tiểu để sát khuẩn nè. Rồi nó làm cho cái bò mình được sạch sẽ. Nó không có tránh những bệnh tật của bò. Những con bò bệnh em thì nó sẽ không có vắt sữa chung vào cái hệ thống buồng chứa lớn, mà sẽ vắt riêng ra trong những cái thùng sữa nhỏ như thế này ha. Và khi mà vắt xong chúng ta phải đổ cái sữa nhỏ này riêng ra trong một cái tanh này đó, một cái thùng này riêng đó, để mình không có dùng cho người uống. Như con này thì nó cũng đã hết sữa rồi, nên bây giờ mình sẽ tháo ra, mình đổ ra cái tanh này. Ok, làm nghe, anh chạy qua kia nha. Dạ, ok. Đó, các em thấy là khi mà bò được vắt xong á, ví dụ như con này đi ha, cái bầu sữa của nó này em thấy nó nhỏ như này đó, bắt đầu nó teo lại ha, ra hết sữa rồi thì cái máy tự động nó nhả ra ha, bắt đầu tự động nhả ra. Xong Nam sẽ làm nhiệm vụ đó là sát trùng lại cái nấm vú. Tại vì khi mà hút có cái máy này hút vô thì nó sẽ làm sưng tấy rồi cái nấm vú bò em. Nên là mình phải sát trùng cho nó dịu lại bớt, với lại cho đỡ bệnh luôn. Mấy con bò nó thường ngứa này, đứng tới đây nãy giờ mình đứng thấp quá, con bước chân này nè, nó có thể nó đập vô mặt mình, đá vô mặt mình chẳng hạn. Nhưng mà khi mà nó xoay xoay như vậy nó sẽ đỡ đá hơn là những cái vắt sữa bò hình dọc. Các bạn chà, hôm nay anh thấy là rất nhiều con bò bị bệnh nên phải vắt sữa riêng như thế này. Mỗi con bò nó có một ký hiệu ấy. Và cái chân bò ở trang trại này nếu mà móc cái đai đỏ cho chân như thế này nè, là mình biết con đó bị bệnh nên mình phải vắt riêng ha. Có những lúc mà người ta quên nốt đó, mình cũng phải rất là cẩn thận. Ở khu vực bên này chúng ta có tại cô Ánh đang làm nhiệm vụ là ốp cái máy vắt sữa vào trong cái nấm vú bò. Thì đầu tiên Ánh sẽ dùng cái khăn và lau cái nấm vú bò cho nó sạch sẽ, xong rồi cái mình sẽ áp cái máy vắt sữa vào. Em thấy là khi con bò được kích thích thì nó sẽ tự động tuôn cái tia sữa ra luôn, cho máy thì nó sẽ trợ cho nó hút cho nhanh hơn. Gần như là đi khoảng nửa vòng thì sẽ vắt xong. Khi mà chúng ta mới qua làm thì nếu chúng ta làm chậm thì có thể là mình không có làm kịp nó nhanh đó, thì cái máy vắt sữa này nó có thể trôi tụt như kia, phải chạy xuống làm hoặc phải dừng cái carousel này lại. Như vậy thì cái ca làm việc của mình nó sẽ kéo dài ra. Làm việc này thì chúng ta đòi hỏi về cái sự nhanh và chính xác và quan sát nữa. Những cái khăn này là những cái khăn mà đã được lau vú xong, còn khăn mà
và bản thân bỏ lên trên cái này á, là cái khăn mà sạch rồi ha, chúng ta dùng để lau, phải dùng máy giặt đó, máy giặt bằng nước nóng đó. Thì Hoàng sẽ làm nhiệm vụ đem mấy cái thùng vắt sữa mà những con bò bệnh di chuyển lại qua đây để có thể là dùng cho những con bò bệnh. Ví dụ như đây là con một con bò bệnh, tại vì mình thấy cái đai chân nó màu đỏ đó, thì Hoàng sẽ làm nhiệm vụ cũng lau vuốt như bình thường, sau đó treo cái bình sữa lên đó, và anh sẽ áp cái máy vắt sữa vào trong cái núm vú bò đó để vắt riêng ra. Cái máy này nó có pin hay sao mà nó tự nó vắt được vậy? Thôi anh sẽ không có làm phiền anh nữa, để anh tập trung. Ở đây là cái bảng điều khiển mà chúng ta có thể thấy được là cái carousel như thế này, nó đang quay vòng vòng như thế này, thì với con bò video nó có hiện mấy cái số này ha. Đó. Vậy khi mà em qua đây thì có thể là em sẽ được hướng dẫn đọc cái bảng này, số lượng bao nhiêu ký sữa hả, bao nhiêu con bò vắt, bao nhiêu ký sữa, còn cái này là cái gì đấy, thời gian vắt trung bình. Ở đây là những con bò đang đứng đợi sẵn để chúng ta chuẩn bị vào khu vực vắt sữa. Thường con bò sẽ được huấn luyện từ khi nó vắt sữa lần đầu thì nó đã quen rồi, cho tới tới lúc mà cần vắt thì được lùa lên là nó cũng đi thôi. Tuy nhiên cũng có những con nó bướng và nó không chịu mà đi lên chui vào trong carousel. Đây là thân, thì thân sẽ làm nhiệm vụ là đứng đầu line hay là đầu carousel. Đó. Mình sẽ khử trùng ha, mình bóp cái vú bò để cho nó phun cái tia sữa kích thích cho nó ra sữa, sau đó mình sát trùng bằng xà bông và đặt một cái khăn lên, và trong thời gian khoảng 10 giây chẳng hạn thì bề ánh bên này sẽ dùng cái khăn đó lau cái nấm vú bò lại. Nếu như mà chạy bò này á mà ở Việt Nam thì á, anh Trung sẽ mở một công ty thu mua hoặc là gom những cái phân bò này để mà bán ra thị trường, bán lên cho khu vực Đắk Lắk Tây Nguyên, họ sử dụng phân bò rất là nhiều đó, và phân bò này rất là chất lượng, chứ mình sẽ không bỏ phí. Mỗi lần bỏ ý âm phát xuống á thì á, công ty của anh Trung sẽ lại hốt liền. Một bao phân bò này hình như là 20.000 hay 15.000 một bao, phải không? Bao 20 kg ở Việt Nam, mỗi ngày nó sản xuất ra bao nhiêu là mình lấy hết. Tính ra trung bình doanh thu một tháng khoảng 300 triệu. Ở trong này là khu vực máy giặt. Thì em thấy đây là cái máy giặt nè, nó còn 48 phút nữa, anh nghĩ vậy quá. Xong rồi nó sẽ giặt mấy cái khăn đó cho sạch sẽ. Thường khăn này dính đất này, dính sữa à, dính thuốc nữa, nên phải giặt cho nó kỹ để lần sau mình không có đem cái mầm bệnh mang tới cái con bò khác. Đang có nước được xả lên đó để mà làm sạch cái khu vực này hả? Hoàng ơi, xả nước làm gì em? Xả nước là để làm sạch phân, để bò nó đi lên cho sạch sẽ và nó cũng đỡ dập mà dơ trơn. Thì khi mà cái cảng em thấy cái cảng mà Hoàng đang bấm cho nó lên không, thì bò bắt đầu chui vô và sẵn sàng thật là nhanh để vào trong carousel. Bò sẽ tự động vào các em. Người ta kêu ngu như bò nhưng thực chất anh thấy bò rất là thông minh ha, rất là khôn. Chà, những con bò khi mà ra đây thì cái tia sữa nó đã bắn ra rồi, thì có thể là một ngày ông phải mất hàng trăm lít sữa lãng phí.
khi các em qua đây khi các em qua đây á, thường chúng ta sẽ gặp một số cái vấn đề, kể cả farm bò hay là farm heo em, thì em sẽ gặp vấn đề như là mình sẽ làm nó quá sức của mình làm không nổi, mình làm quá sức. Đó là lý do. Cái lý do là tại vì là ở Việt Nam mình không có làm, với lại là mình ở văn phòng hoặc là mình đi học là sinh viên mình ngồi miết à, mình không có làm công việc này, cho nên là 1-2-3 tháng đầu tiên nó sẽ quá sức với em đó, thì em cũng biết lý do. Sau đó thì khi mà em quen rồi thì mọi việc nó sẽ bình thường và nó sẽ theo được cái nhịp và cái tay chân, cái cơ thể em sẽ lanh lẹ theo. Và em sẽ xuống ký nữa tại vì mấy tháng đầu tiên mình sẽ hoạt động liên tục, em sẽ giảm mỡ và tăng cơ, cơ thể sẽ dẻo dai hơn và khỏe hơn. Nhưng mà nhớ anh khuyên là không nên uống nước ngọt, tại vì nước ngọt có giúp em có năng lượng lại nhưng mà nó cũng hại cho cái nội tạng của em rất là nhiều ha. Thì anh Trung cho anh xem một vòng và hy vọng là em sẽ hiểu hơn về cái công việc farm bò, bắt bò sữa, một trong những cái farm mà khó nhất, vất vả nhất ở Đan Mạch. Thì em cũng có qua đây thì mình cũng biết những cái việc làm như thế nào. Thì anh Trung sẽ có em, hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.